gì? Quay không mua là bị đập hay gì? Quay không mua là bị đập hay gì? Mày cũng quay không? Mới vừa rồi là nó cũng báo lên công an quận là 679 xịt tâm xịt 7 quýt lộn đó. Còn chuyện khác nữa. Hiểu rồi, quay em đi nghe em. Ai cho em mượn ghế vậy? Đây. Em mượn ghế của ai vậy? Em tờ bắt rét vậy. Mình có bộ phận an ninh không ta? Bộ phận an ninh là sao? Ví dụ như mua đồ đi ngang không mua cái đòi đánh khách luôn thì cái trường hợp đó mình báo ở đâu nhỉ? Báo anh đó ha? Ừ. Dạ dạ, ok ạ. Anh báo tiền. Không, anh. Em ở đây đi, để anh đi xử lý mấy trường hợp này. Chứ mình hiền quá để mốt nay. Chú cho con hỏi là cái ví dụ như mà mình bộ phận an ninh mà ở đây đúng không ạ? Làm gì con? Giờ là con đi mua đồ, con đi ngang sao mà con không mua thì ổng xô đẩy con, ổng đòi đánh con. Khu vực nào? Đây, ngay đây luôn. Bên mé bên kia hả? Đúng rồi. Mấy bên đó thì con phải đi kiếm cái cuối dưới có chốt văn phòng ở dưới á. Cuối dưới có chốt văn phòng ha. Cuối đường này có chốt văn phòng á, con gặp chốt văn phòng. Đường này luôn hả chú? À đúng rồi. Đường trong chợ này luôn. Đúng rồi đó, đi qua phải chạy xuống. Dạ dạ, con cảm ơn nha. Đường ngã ba dưới có chốt văn phòng dưới á. Dạ dạ. Chú ở dưới. Ở đây đi chờ anh đi. Ở đây chào anh nha. Anh cho em hỏi chốt văn phòng nằm đâu anh? Đó, ok, cảm ơn anh. Cảm ơn nha. Mình tính đi về ở bạn, nhưng mà cái này không phải mình câu view mà là mình muốn cho cái hành vi này nó chấm dứt lại. Nói chung cũng sợ chứ mấy bạn, sợ nó đâm điên lên, nó đâm chết queo ở đó cũng báo đời nữa chứ. Mình còn biết bao nhiêu điều vui tươi trong cuộc sống. Dạ công an phường 1 nghe. Dạ anh, em muốn trình báo một cái sự việc đi chợ Hành Thông Tây không mua đồ mà đòi đánh đòi đập điện thoại của em á anh. Ở đâu, hiện tại là chỗ nào? Chị anh, số đó là nhiêu? Anh ở đâu? Em chạy ra em gặp anh cho nó tiện được không? Đây đang ở công an phường. Này mình sẽ xử lý vụ này cho các bạn xem. Đây để mình chụp lại cái chỗ này. Giờ mình chạy qua công an phường nha bạn nha. Mà là mình muốn rồi là giải quyết một cái cách gọi là công an pháp luật của Việt Nam xem xử lý những cái trường hợp này nó như thế nào. Chứ đó giờ mình thấy nó xảy ra nhiều quá. Dạ, em chào mấy anh. Em muốn trình báo một cái sự việc mà đi mua đồ ở chợ Hành Thông Tây á. Vô trong luôn ha. Dạ. Dạ dạ em cảm ơn. Dạ, em chào anh. Em muốn trình báo sự việc á. Em đi mua đồ ở chợ Hành Thông Tây, em không mua thì được một anh chủ kiosk đòi hâm dạ đập điện thoại đòi đánh. Đã có tác động vật lý rồi. Cái thằng trẻ trẻ đúng không? Hay anh trai dạ, già. Đây đây để em mở mặt cho, em có quay lại được. Trai già hay anh trẻ? Già anh. À, thằng Tính này hả?
là ba gai. Ba gai nhất chợ luôn hả? Thì bạn em đi mua đồ thì hai đứa quay mua một cái bông tai, có đi ngang qua cửa hàng của người đó thì là không có vào, xong là vào trong kia mua của cửa hàng kia, đi ngang thì bắt đầu ông chửi bới em rồi đánh rồi đập. Ông này là nổi ở đây luôn rồi ha. Cái thằng 679 xịt 7 là thằng tính đó, mẹ ngựa. Chỗ mà lấy cái sạch nó dị nhau. Thay sạch tối ngày nó ăn nó kìa nhau. Alo. Đợi đợi anh xíu, anh sắp xong rồi. Ok ok, đợi anh xíu em ra liền. Tôi đang bên công an 11 nè. Anh làm gì anh hâm dọa ta, anh đánh người ta để ta lên công an mình trình báo vậy? Thì anh không cho quay ra nó hay anh đánh người ta, người ta trình báo đây là anh đánh người ta ra nè. Rồi anh còn đòi đập điện thoại người ta rồi nữa. Đây thằng em nó có quay phim sẵn đầy đủ đây luôn nè. Đó là cái chuyện của người ta, người ta mua không mua rồi sao anh hâm dọa người ta. Giờ anh chạy lên công an phường đi, ta ngồi đây ta trình báo đây nè. À, lúc cha nó quánh em thì có ghi lại không? Có ghi hình lại được không? Có. Đại ông lên thì ông nói là sao, đừng đưa ra liền, thấy không? Dạ, dạ, dạ. Ở đó là... Nói thực sự đối với em mấy trường hợp này nó quá bình thường, nhưng mà em mong muốn là kết thúc cái hành vi này đối dành cho những cái người người ta hiền á. Người ta sợ lắm, như bạn em đi cùng là nó muốn xanh mặt mày hết trơn. Sao nó tính? Đây, có em đây. Em chào anh. Từ nó nghe, từ lúc anh đi ngang em đừng có quay, đúng không? Cái một chút anh quay lại là giỡn em ơi, đừng có quay vô. Tại VTV6 một lần nó dựng càng lên cái chữ VTV6 đàng hoàng. Quay anh đủ thứ cho anh, chứ mà lên đó là phỏng vấn khách hàng quen anh luôn, kêu hàng quen lại quay luôn. Em lên VTV6 hiện giờ có anh trên đó. Nếu em không quay để nói cho em nghe. Rồi, anh nói. Khi em đi nghe nên mỗi lần quay á là anh được ngại cái chỗ là quay lên trên cảnh nói tùm lum ta ra. Rồi cái anh mới nói á là em đừng quay, lúc lần đầu tiên nghe nó đừng quay đúng không? Rồi em ơi đừng quay mà cười có giỡn với em không? Đó, em quay lại nó em ơi đừng quay nữa. Cứ quay mặt mình hoài nè, anh coi camera lại có cái quay mà. Trời, chồng không tức thôi được. Cứ đưa quay rồi đưa mặt mình. Thì đoạn clip còn đây, thằng còn thì đây thì cứ coi lại thôi. Nói em là đúng sự việc. Uầy, vô cái khu này cái nó sáng trưng luôn nha. Đông nè, đông nè. Cứ mà lên xong môi, đông lên nhanh nha. Em, nhà luôn. Bắt lên xong môi, đứng hoa. Mày nói em giả, đi giả, không đi giả gì đó. Xong môi, đứng hoa, em chưa. Thắng ở trong luôn chân. Đó, quay vô em, quay vô cho em mua xong môi, lựa nhiều giống nè. Đăng lên cho nè. Quá trời đồ luôn. Đó là đứa gái. Em nói được quay nữa, em cứ quay vô mặt anh vậy nè. Em quay cứ như thách thức anh quay rồi. Không hề có hành động thách thức, em đi ngang. Mà phải từ đầu lần đầu tiên đi ngang anh có chọc em không? Không. Không có giỡn em không? Nói em ơi đừng quay nghe mà giỡn với em. Em quay lại đoạn đầu thử coi phải có chọc em không? Mà bây giờ trên YouTube á thường nó quay đa số cho anh nhiều không? Tại chỗ anh đông, 10 số quay được cho anh không mà. Đúng rồi. Nói cho kém chất lượng cái gì vậy, toàn nó xấu mình không mà mình đâu có biết gì rồi mình đi thưa. Đúng không? Còn khi mà quay á anh nhờ cái người quen, khách quen anh đưa vô nói chuyện luôn. Đã rồi về nói là cái hàng kém chất lượng nó kiểu hết trơn. Không, rồi rồi. Thì bản thân em, tập trường hợp em với anh đi, em rất sợ với người quay YouTube không? Thì anh nói một lần rồi em còn vẫn quay vô mặt anh vậy nè. Em coi camera đúng là quay. Bây giờ là thì em sao không tức được, em cứ chọc. Là anh nói em có hành vi quay chọc anh đúng không? Đúng. Nếu dở clip ra không hề có một lời nói, không hề có đây một nè, hành vi. Anh có camera quay tới ngoài lộ luôn mà. Anh nói em một lần rồi em còn quay vô mặt anh nữa, em cứ quay vô mặt anh hoài. Hỏi em không tức cho được cái mặt. Lúc đó là anh đòi đánh em rồi, em mới quay cái camera lại. Không ai giảm mà khi nhảy vô quýnh lộn chim nó mất khách em lúc đó đang đông mà anh chỉ giỡn em thôi. Đó, em đưa anh cái coi clip mà ổng quánh em thì tại sao không phải là một câu nói là em ơi đừng có quay shop anh. Em là người mất lịch sự á, anh từ đầu anh nó giỡn với em rồi. Mà em quay shop anh em nói câu gì em, xấu trong em, đó. Trước đầu là anh đi ngang em nó giỡn. Đây clip ở đây rồi. Bây giờ chúng em mời anh cùng với anh coi lại. Mẹ hỏi anh nè, anh có hâm dọa tao không? Anh có đánh tao không? Không có đánh.
chỉ cần đừng có quay nữa, quay thôi, còn đánh thì đánh. Đây, em mời anh coi clip. Anh có đánh anh nào không? Tao đâu, gạt đây, anh dẹp đi đừng có quay nữa. Cái từ gạt của anh nghe nhẹ quá, anh gạt con người ta té, em là con trai em té còn muốn sấp mặt, ví dụ như con gái thì sao? Người em làm lúc quay không ngu là bị làm cái gì? Mày quay không? Đúng là mất lịch sự. Anh là đàn ông mà anh em với con nhỏ bạn gái em đi ngang vui vẻ chọc đàng hoàng, em còn cười với anh nữa. Đây cái sự vui vẻ của anh được thể hiện trong clip này. Đúng, em đi ngang. Bây giờ chúng ta cùng nhau coi được chưa? Em thể hiện đi ngang người ta chởn tửng chọc kẹo mình. Đi quay lại với mình đó, đừng có quay nữa. Thì em lại cứ quay tiếp với chồng chồng vậy nè. Em làm con người em đúng là mất lịch sự. Đây là từ lúc em mua đôi bông tai ở cửa hàng kế bên xong đi ra. Em quay lại, quay người ta nữa, người ta đã nói. Rồi ok, không nói nữa, không nói, không nói. Có công an, công an ở đây thì để anh xử lý. Em đúng là mất lịch sự. Thì chỉ đưa vô mặt người ta hoài vậy, người ta không tức sao được. Điện thoại em chạy em quay vậy, em có tức không vậy nè. Dạ, không biết rồi này. Có tức không, em có tức không? Bản thân em có tức không? Cũng nhờ có camera nó mới gọi là mang anh ra ánh sáng được. Anh thấy em tức không? Tức không? Thôi được rồi, để có anh công an ở đây xử lý. Em làm như em đàng hoàng lịch sự, ví dụ đi nghe người ta nói gì mình thì nay cậu này người ta giỡn với mình rồi. Gửi lại người ta giỡn mình, ta nói em ơi đừng có quay. Em lại đưa mặt cho người ta hoài, không tức khi được trời. Anh xem từ lại một lần nữa, từ cái khúc em mua đôi bông tai đi ra. Sao tại đây khúc cắt một khúc nói này được thôi. Nguyên clip. Ờ, nguyên clip, em quay lại từ lúc nguyên em clip. Chợ đi, em mới chuyển với anh. Bây giờ đụng chuyện em kiếp chuyện, chồng ta đã lên báo tình báo công an là cái gì? Đó. Quá rõ ràng luôn anh. Rõ ràng là anh có tác động vào người em. Nói em á, người em á mất lịch sự. Hai đứa em đi ngang, anh giỡn với em lần đầu tiên đi ngang giỡn. Có cần coi lúc đầu tiên giỡn không? Anh còn giỡn hai đứa này nọ kia. Rồi đọc em đi lại đó, đừng có quay nghe em. Cái em cứ quay em cứ sấn sấn vô mặt. Mọi cái lời nói của anh lúc này nó thể hiện là tham gia đây có rồi. Em nói quýnh vô tay vô mặt vô gì đâu giờ em giỡn. Nó thể hiện anh là một con người gọi là tôi lại từ lúc 10 một hành động như vậy là không chấp nhận được trong cái xã hội này rồi. Tôi thiệt với tao nãy từ nãy anh em này giữ trời anh em mày quấn tao ơi chứ phải anh em mày giữ khác là khác rồi nói cũng như rồi giữ vậy sao anh tính làm gì mấy anh công an ở đây mà khác rồi nói kiếp chuyện ta vậy kêu ta xin lỗi gặp chỗ khác rồi mày xin lỗi với tao đi nè anh coi rõ ràng vậy em có đụng chạm xin lỗi với tao là sao là tính đánh luôn hay gì không phải nghĩa là đi ngang mày tự động đó mày đi ngang hai đứa đi ngang giỡn tửng rồi em thì đừng có quay anh đừng giỡn, có dùng cái từ giỡn ở đây có giỡn không quay được lại cái quay âm thanh mới rõ ràng đối với anh là giỡn nhưng đối với người ta không phải là giỡn em thấy giỡn cái gì lúc đi ngang còn khi quay lại nó em ơi đừng có quay nữa lần thứ hai không VT17 lên đi không VT17 lên đi tại sao nhiều người chống ta chống lên tại sao cả cái chợ người ta đều tốt mà có một mình anh lại bị như vậy anh có bao giờ suy nghĩ lại bản thân mình không? Nói giờ rõ ràng giờ có quýnh cái gì dũng chạm cái gì anh coi rõ cần anh cắt cho anh coi luôn còn nè đem cái đoạn lúc từ lúc mới vô chợ đi rồi có phải giỡn nhau không đối với em đó không phải là giỡn anh định nghĩa cái từ giỡn rồi anh áp đặt lên người ta là sao mình cái hàng tối đa đó là trung tâm mình kinh doanh đâu anh nghe đây xong rồi anh công an làm việc xong rồi anh chuẩn bị về đây nha Mình lịch sự giỡn mức độ đó đi vô rồi giỡn vậy rồi còn không chịu lịch sự mà giờ phải ở đây thiệt còn giờ bắt cái xin lỗi anh xin lỗi đi thực ra anh không xin lỗi là quyền của anh thì em muốn anh xin lỗi là việc của em còn em ở đây là chỉ vì em muốn một cái xã hội tốt đẹp hơn thôi em là tuyệt vời những con người quá chính xác luôn anh những người như em á trong xã hội cần nghĩ là những người như em vậy đúng không rồi lâu cái dịp em nó đeo thì nó có đeo nhiệt nhiệt em coi nãy giờ ở ngoài ra anh đấm em lâu rồi nha đấm nãy rồi còn bây giờ đi đó thấy chưa hồi nãy nó gây lộn nãy có vẫn muốn đánh mà rồi không còn bây giờ vô bên đây còn nãy nếu mà hồi nãy em quay á đâu có đấm lúc hồi nãy chứ phải đợi em lên công an này không mày do ai mình nói chuyện đầu lao mà em lớn nó ngồi cãi lộn đâu mình lớn hết trơn đúng không thì đương nhiên lớn lớn mới ngồi đây được với anh chứ mình cảm thấy này như con nít giờ nó khóc hu hu vậy mình lớn hết trơn rồi anh nói em vậy á riêng em là vậy còn ví dụ bạn đi cùng em là đang rất là sợ và đang phải ngồi một mình ở ngoài kia đó em đang muốn bảo vệ những người đó mình là đàn ông đúng không chuyện là chuyện bạc cho đàn bà ở những này kia đúng không
Thôi câu chuyện giờ cái hướng em cái gì bây giờ đốn thời gian ngồi đây em muốn anh phải đây. Mình muốn là mình thế này thế nọ à, mình YouTube không ai dính đụng với mình cái mình gì anh từ nãy giờ ai nói gì đâu mà rồi giờ nãy em đã nói rồi anh nói mỗi người một người nói người nghe đi rồi em sao chăng một người nói một nghe em muốn ảnh xin lỗi em vì đã có hành vi gọi là chửi bới hăm dọa cũng như là tác động. Cái thứ hai á, là cái này là mong muốn của em là anh sẽ không có cái hành vi như vậy đối với những cái người khác nữa. Đó, đó là phương diện của em phải không? Đúng. Còn, em chỉ đơn giản vậy thôi. Còn anh Tính á, thì em nó lên trình báo vấn đề cái cách hành xử của anh như vậy đó, thì anh Tính có ý kiến gì không? Em á, anh có thừa nhận hành vi nào trong những cái lời mà em nó nói không? Em cũng vậy, em cũng nói vậy luôn. Nó xin lỗi em tại vì khi người ta nói một lần á thì nghĩa là nghi ngờ sợ ảnh hưởng cái cuộc sống người ta, đó là ảnh hưởng cái cuộc sống ta, nó quay lần nữa hoàn toàn thì nghĩa là nên đã người ta nói một lần rồi thì mình cứ rút kinh nghiệm, có ý thức à, làm sao mình không muốn quay người ta nữa, không đằng này đằng sau quay tiếp vô mặt người ta nữa, đó là hành vi, đó là không tôn trọng, là tế nhị, không em không có hành vi tế nhị thì anh không có hành động tiếp theo. Có cái chuyện do em xảy ra thì em sẽ ra, nếu anh tế nhị em nói vậy à, vui vẻ như lúc đầu thì em sẽ đi luôn, em không quay nữa. Lần này em có hành động em là quay lại, quay đầu lại và quay vô mặt anh. Thật sự nói xong rồi, anh chỉ nói qua thôi và em vì qua sao luôn. Em quay lại? Thấy không? Anh nói một người nói và một người nghe. Ok. Thì anh đã nói đừng có quay như vậy anh nữa. Thì em đi rồi, em nó quay lại, em nói gì là thích quay hay quay cái gì để em trả lời, đúng không? Nếu mà thì người ta nói như bình thường, bây giờ nói thôi như lúc đầu mình anh nói em đừng quay nữa. Thì em đi rồi thì anh cũng đi luôn đi, đâu cần thiết em phải quay lại cầm cái quay vô mặt người ta thế này thế nọ thế kia, đúng không? Nếu mà em không quay lại đưa quay cái mặt cho anh á thì mọi chuyện đâu có đến ngồi đây mà tốn thời gian với nhau như thế này, cả anh nam tốn thời gian nữa, thì thời giờ này em để về nhà anh lo kiếm tiền, anh còn lo nhiều công việc khác nữa, đúng không? Em phải nói rằng là em phải cố em là quay trở lại, em quay cho mặt người ta. Thay vì đã nói giờ thì thôi đi luôn, trao bao công việc như lúc đầu anh đi ngang cũng nói đi lại, cũng nói thôi đi luôn. Thì không công chuyện không xảy ra như thế này. Thì em phải coi lại cái hành vi của em như thế nào, mình đúng hay sai chưa. Thí dụ như mình có quay mà anh nói vậy thôi, mình không quay nữa. Thì nó lướt qua lỡ cũng có ảnh, đoạn ảnh video trong đó rồi thì thôi mình đi bình thường. Đằng này em còn quay lại, đó là hành động của em là hành động khiêu khích, chọc ghẹo người ta để người ta có những hành động tiếp theo nữa. Rồi xong cho anh Tính. Đó, thế thôi. Thì anh hỏi Hoàng nè, nếu anh Tính anh nói gì á thì câu chuyện của anh thì theo, nói chung là mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình rồi. Dạ. Thì anh nói như vậy á thì em có phản bác gì chuyện anh nói không? Ví dụ như anh nói đơn giản, ví dụ như cái hành động, ví dụ như em là em quay cái cửa hàng của ảnh không có sự đồng ý của ảnh ha, đúng không? Tại cái đó là mặt bằng của ảnh, ảnh ấy thì giờ ảnh không đồng ý của mình quay thì tất nhiên là mình không thể nào mình quay rồi, đúng không? Đó của ảnh mà, ảnh thuê ảnh mướn thì đó là chuyện cá nhân của ảnh, mình quay mà câu chuyện mà ảnh nói khi em tới em quay á mà ảnh không đồng ý, có chuyện đó không? Em không hề dừng ở cửa hàng của ảnh. Là em lướt qua rồi gì? Em đi qua. Ừ. Em đi qua em mua xong em đi qua rồi ảnh chửi, nhìn mặt này ngu quá. Không em không nghe. Nhưng cho anh xin lúc này, nếu mà em đi qua anh nó coi nhìn mặt ngu, anh quỳ lại em tại chỗ này. Rồi nhân kết thúc. Nếu lời đang sai. Rồi ok vậy đi, kết thúc. Trời ơi. Nếu mà cái đoạn nó nói là khúc đó là đoạn cuối là anh đi ra ngoài rồi. Mà khác em, còn em nó có em, vô nó có quay cửa hàng của anh không? Quay hay nó đi ngang thôi. Nó đi ngang nó quay thì nó đi ngang là nó đi ngang chứ. Cái lời chỉ cầm cái điện thoại đi ngang lướt qua đó vô. Nó đi thôi quay vậy nè. Em mới nói một lần đầu tiên nó vậy y vậy luôn. Bà giỡn. Em đi ngang thì anh nói ai kệ anh chứ. Từ một người nói một người nghe. Em cứ để một người nghe cái gì đó. Rõ ràng mới nói anh thấy không? Mới nói câu đó mà nói cái câu ở ngoài kia thôi, đi ngang cửa hàng anh chửi em mặt mày ngu. Anh lũng cà lũng củng quá anh ơi. Nó sừng si nữa anh thế này, anh thấy đàn bà nên bỏ đi vô. Anh mới nói anh chửi em ngu rồi đó. Từ cái miệng anh nói đó. Thì đúng. Còn cái câu nó ngu anh có nói ngu. Còn cái câu nó ngu anh có nói ngu. Cầu trước đá cầu sau. Em nói mới nói sao? Em nói sao? Sao? Đi ngang quầy anh chửi mặt em. Anh thua rồi, anh thua rồi. Phải không? Ngắn gọn nói nha. Đúng sự thật, nếu sai thì giải quyết sao nè. Em đi ngang, em nói đừng có quay nữa.
Rồi em đi qua tới, em mới quay được mặt hàng quầy anh đó. Không có nói gì vậy? Không có nói là không cho em quay không? Ở quay vô em, quay vô cho em mua mua xong môi lựa nhiều nhiều đó nè, đăng lên quá trời đồ luôn. Đó là đứa gái. Cậu má thì quay không mà mua cho nó cho mày. Đi vô quay nè, đi ra quay. Ơ hai người ta đi ngang mà anh. Nói xong đã đi. Rồi dây lộn nhau là ngoài ngã ba, tất cả gom nhau ngoài cãi lộn cái gì ngoài ngã ba. Bây giờ chuyện anh hồi nãy em lính anh nó có sừng gồ nữa không? Không, nó từ đầu nó không có gì mà đợt nó két đầu không cái nè anh coi thì ông cứ nó không biết cái chuyện gì đúng rồi, không rồi tôi nói câu chuyện trước bây giờ thì nói dạo này nó ngoan rồi hay lắm anh lý lính thì nói lý với để tôi lên ông chữ hoàng vậy mà không có sợ tôi đâu, tôi xuống tôi phạt ông lần thì tới đây chuẩn bị tôi phạt ông lần nữa đó sợ ông bữa còn thách thức tôi nữa mà nữa những gì nữa tôi với là vương khu vực đi ra ngoài cắt luôn đó mà thôi mình chốt luôn thôi nè, mày biết làm cho cái chuyện với ai làm cái gì mà chuyện ai làm cái gì đó là bữa tôi với Phương đi ngang ông đợi đó tôi xử ông về nhà. Mình chốt vấn đề là mỗi người quan điểm cá nhân thì coi như là giờ như này ông chạy lý như thế này chợ đông á, ví dụ người ta gian lớn dạ ổng quẹt tay chúng em cái thì ông xin lỗi em cái thì câu chuyện nó cũng rất ổng đâu xin lỗi đâu. Thì câu chuyện đó thôi, cái lời nói thì không có tiền mua. Dạ dạ. Thì thôi mình người nhịn chút thôi không gì. Dạ. Thì cam kết đó, thì anh tính ở đây nói thẳng ra thì cam kết ở phường này có mà đầy. Thì anh tính anh em nói anh rồi, anh làm ăn mua bán thì anh giảm với tôi của mình xuống. Anh bị hoài thì cũng lẽ cứ ăn xuống phạt anh hoài anh tính thì không. Mới vừa rồi là đó cũng báo lên công an quận là 6, 7, 9, 7 quýnh lộn đó. Vào xuống có gì đâu mấy anh thì cũng mấy anh buôn bán anh kiếm tiền còn hành thường không ơi ok anh ơi anh rồi vậy. Em cũng em nói thiệt là nó giờ nó muốn gì đâu xin lỗi nó cho nó yên chuyện nó về các bạn gái thì có gì đâu thì rõ ràng anh chửi nó giờ thôi nói gì thôi xin lỗi sao không chửi nữa rồi mà chắc gì nó quay lại cái thằng anh cũng chửi thôi được rồi anh vậy cũng anh không muốn ở đây không tiếp tục cái cam kết nữa ông không muốn mọi việc nó ấy thì anh em về phía em thì em thuận theo cái xử lý của anh, em không có ý kiến gì, em chỉ mong muốn ông xin lỗi em thôi và mong muốn ông không có cái hành vi không được đẹp như vậy. Anh cũng mong muốn em đừng có hành động thế nữa. Anh đừng có mong muốn là đừng có quay vô mặt người ta nữa, đó là chuyện không. Thôi em xin phép nha. Dạ. Thôi anh cứ gì đâu, em nói cái này á. Alo. Anh xong rồi, anh xong. Dạ, em xin phép. Anh xong rồi, anh ra liền, anh ra liền. Xong rồi nha các bạn nha. Thì giờ mình ra mình đón em gái cô đơn về. Nói chung là hứa không xin lỗi mình. Ai cho em mượn ghế vậy? Đây. Em mượn ghế của ai vậy? Em tờ bắt rét vậy. Đi. Anh đâu phải là anh kiếm chuyện gì đâu. Muốn cho người ta xử lý ổng cho ổng bớt như vậy thôi. Đi anh trở về. Anh nói tôi cách chở em. Thế lý do em giận anh là cái gì? Nào, anh trở về. Sao lại không có được cách để chở em về? Không phải anh không tôn trọng.
Vì anh thấy em sợ cho nên anh bảo em ở lại đây mà, chứ có phải là anh bỏ em ở lại đây đâu. Mà ở đây là chỗ đông người mà, chứ có phải là anh bỏ em chỗ nào em vui đâu. Ý là giận anh cái gì nói để anh biết. Anh biết sớm giận chưa anh vậy ạ? Thế anh hỏi em, việc anh ngăn cản một cái hành vi như vậy thì nó có đáng trách lắm hả? Còn em là cái gì? Khi mà ngồi bên cạnh của anh còn không lo được, anh còn đi lo cái chuyện bao đồng nữa. Thì anh đã xác định là em đang an toàn, em ở chốt bảo vệ kia thì anh mới bảo là em ở đây đi để anh đi xử lý mà. Có đúng không? Hay là em đang gọi là chày xác chấn thương gì anh vứt bỏ em rồi để anh đi kiếm chuyện với người ta? Thôi anh không hiểu đâu. Nói chung là mình không còn gặp nhau nữa đâu. Thời luôn. Đồ của em nè. Thôi đi đi anh. Nghe nè. Đang ở đâu á? Đang ở ngoài giáp thôi vậy. Cà phê xíu được không? Là chứ ra đầu hẻm đi tôi chở. Mình cà phê với Linh xe ôm xíu. Mình không phải mình sợ mấy bạn. Mình không phải mình sợ là sau này sẽ bị ông kiếm chuyện rồi ông cho người đánh mình. Bởi vì đối với mình thì mình trải qua những việc gì rồi thì các bạn cũng biết rồi. Cho nên là đối với mình chỉ mong muốn là ngăn cản cái hành vi đó lại, để cho ổng đừng có lạm dụng nó rồi ảnh hưởng đến khách sâu. Còn về chuyện mà em ấy giận mình á, chắc em ấy giận vì cái lý do là mình đi lo chuyện bao đồng, để rồi lỡ như mà gọi người ta gọi là thù dai á các bạn, tiểu nhân thì hay thù dai đấy. Cho nên em sợ là mình cũng như là em ấy. Trước mắt là em sợ cho mình thôi, bởi vì mình là cái thằng đi trình báo, em sợ là mình sẽ lo nguy hiểm cho mình. Cái thứ hai là để em ấy đói từ sớm tới giờ, bây giờ 10 giờ, gần 11 giờ luôn rồi, bạn mới xử lý xong vụ việc. Và để em ấy một mình ở đó khiến cho em sợ. Và nói chung là trước khi mình đi á, vì là em ấy sợ xử lý sự vụ việc á, cho nên là mình không muốn em ấy đi cùng. Mình mới kiếm cái chốt của cái bác bảo vệ á, mình mới bảo em là ở đây đi, chờ anh để anh đi xử lý cái việc này. Chứ mình không có, mình cũng đã cố gắng không để em ấy ở một nơi nào đó kiểu hoang vu lạnh lẽo, không có người này người kia, không có bảo vệ, không có chốt dân phòng để ấy rồi. Nói chung là mình không biết hôm nay mình xử lý như vậy nó có sai sót chỗ nào hay không nữa, nhưng mà mình mong là cái hành động của mình sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người, đơn giản vậy thôi. Còn giờ chắc mình đi gặp Linh xe ôm cà phê anh em nói chuyện xíu. Chứ giờ không gặp ai thì cũng lại một đầu tâm trạng mấy bạn. Thì đúng là lo tiền bao đồng thì khiến mình là người đầu tiên phải chịu ảnh hưởng các bạn. Cho nên là các bạn, bởi vậy con người ta mới sống lạnh nhạt đi á. Gặp chuyện bao đồng không có ra giúp, không có ra ấy nữa. Gặp chuyện bất bình là người ta ngó lơ tới, con người lạnh nhạt đi rồi. Cũng vì chính vì cái này nè, cái sự phiền hà khi mà sau khi xử lý vụ việc á. Thôi mình cảm ơn các bạn đã xem nha. Nói chung là mình mong là chúng ta hãy sống bằng một trái tim mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, và một trái tim gọi là an toàn hơn. Đừng có để những cái thế lực gọi là xà lơ hăm dọa ảnh hưởng, đâm ra nó thành nhu nhược. Và mong là chúng ta hãy sống đừng có vô cảm quá, đừng có lạnh lùng quá, để cho xã hội nó ấm áp lên các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bye bye.